Với việc tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh phổ thông trong quá trình học tập, bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép sử dụng máy tính cầm tay trong các kỳ thi trung học phổ thông. Và ngay tại các trường trung học cơ sở cũng đã bắt đầu có bộ môn giải toán bằng máy tính cầm tay. Bộ Giáo dục Đào tạo đã chọn thành phố Hà Nội là đơn vị điểm để tổ chức triển khai chương trình này và sẽ nhân rộng toàn quốc năm học tới. Sau hơn một năm triển khai, những hiệu quả và đề xuất từ phía các bên tham gia là gì? Ghi nhận của phóng viên Công nghệ và Đời sống. Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, Hà Nội. Đây là trường vừa đạt 2 giải quốc gia trong năm qua về giải toán bằng máy tính cầm tay. Nhiều bài toán khó, nhiều phương trình khó đã được giải thành công. Những phương trình khó thay vì phải mất từ 15 đến 20 phút để tìm lời giải như trước, thì nay với kỹ năng sử dụng máy tính, thời gian đã được rút xuống một nửa. Kỹ năng sử dụng máy tính để giải toán trong học tập đã được lãnh đạo trường trung học cơ sở Nam Trung Yên ứng dụng tại trường học của mình ngay từ khi các em bắt đầu học lớp 6. Do vậy, khi lên lớp 9, để chuẩn bị đi thi trung học phổ thông, các em học sinh đã sử dụng máy tính để giải toán rất thành thục. Được sử dụng máy tính thì thời gian làm bài sẽ ngắn lại, nên là nếu mà được sử dụng máy tính trong các kỳ thi thì tất nhiên là sẽ tốt hơn là không được sử dụng. Nếu một bài toán mà khi mà mình chưa có đáp án thì có thể là sẽ suy nghĩ theo một cái lối mòn, tức là sẽ chỉ có một cách giải đơn duy nhất ạ. Còn nếu mà đã có một kết quả nhất định mà đã chính xác rồi thì có thể suy nghĩ xem phát triển cái bài toán này ra thành nhiều bài toán khác. Để các em học sinh ở Hà Nội được tiếp cận với bộ môn giải toán bằng máy tính cầm tay được hiệu quả, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tập huấn cho các giáo viên nòng cốt tại các trường học trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội. Các giáo viên đã biết và nắm được những tính năng mới áp dụng vào việc giải các dạng toán thường gặp trong các đề thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Khi sử dụng máy tính bỏ túi, học sinh kích thích cái hứng thú học tập cũng như khả năng sáng tạo trong môn học và không làm nhàm chán cái môn học toán. Và đặc biệt là các con học sinh lớp 9 tiến tới là kỳ thi vào 10 thì với việc sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi giúp cho các em có độ an toàn cao nhất trong cái lời giải của bài toán. Theo các em học sinh, khi sử dụng máy tính, sự lẫn lộn giữa các nút là điều khó khăn nhất với các em. Tuy nhiên, trở ngại này sẽ dễ vượt qua khi sử dụng liên tục trong một thời gian dài. Theo lãnh đạo trường trung học cơ sở Nam Trung Yên, để giải toán bằng máy tính cầm tay trong trường học được hiệu quả hơn nữa, cần tăng số lượng học sinh đi thi bộ môn này. Đặc biệt, thay vì chỉ tập huấn cho một số cán bộ nòng cốt để về truyền đạt lại, thì nên tập huấn cho toàn bộ giáo viên và học sinh của mỗi trường. Đây là một cái bộ môn mà nó đòi hỏi không chỉ là cái kiến thức mà nó còn là một cái bộ môn kỹ thuật. Thế chính vì vậy mà cái việc truyền đạt của giáo viên thì nó sẽ không có cái sự đồng đều. Có những giáo viên thì sẽ truyền đạt được tới học sinh là từ 90 đến 100%, nhưng cũng có giáo viên thì chỉ đạt được khoảng 40 đến 50%. Rất là mong muốn là các cấp lãnh đạo, Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục để tổ chức các cái buổi tập huấn cho 100% cho học sinh ấy, và đặc biệt là tổ chức vào trong dịp hè. Trong 15 năm qua, tập đoàn BTEX đã đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa máy tính vào giảng dạy tại các trường học qua các cuộc thi toán học. Kỳ thi đại học 2012-2013, thành phố Hà Nội có gần 100 em đỗ thủ khoa các trường đại học. Thì trong đó, trên 80% các em đã biết sử dụng thành thạo máy tính cầm tay trong thi cử. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc Công nghệ Đời sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.